bước lên. 1, 2, 3, vô. 2, 3, ăn. Mời bạn nha. Vô ăn không? Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay trở lại vườn của Như để làm một video cùng với Như. Đó chính là video hộp vịt lộn. Có 40 trứng hộp vịt lộn luôn mấy bạn ơi. Được tặng thêm trứng bị bể nữa. Ớt nha mọi người. Mình sẽ làm một cuộc đại chiến hộp vịt lộn sốt ớt. Xem ai sẽ là người ăn hộp vịt lộn nhiều nhất sẽ được hưởng gì ta? Được hưởng gì Như? Tại mày ra ấy mà. Chắc được hưởng 500 ngàn đi. Ghê vậy? Được không? Chịu không? Như được 500 ngàn rồi. Thấy nó, cái gu của nó ăn hộp vịt lộn thì nó rất thích. Mà cái độ mà mạnh ăn mà mạnh nuốt của nó cũng rất là dữ luôn nha mấy bạn. Trời, mình sẽ đi gỡ những trứng hộp vịt lộn này. Không biết là cái cuộc thi này nó sẽ như thế nào. Xin mời các bạn hãy cùng đón theo dõi xem là tụi mình sẽ diễn ra như thế nào nha. Còn bây giờ thì let's go. Hộp vịt lộn thì sáng bà đó bà bán, bà nói cái gì mà lộn mề lộn trứng gì trong này nè. Cái gì úp mề gì trong này nè. Đó, mình sẽ rửa nha mấy bạn. Cái miếng rửa chén này nè, không có xài. Mới mua. Đúng rồi. Đâu cái trứng nào thúi bà nội. Trứng nổi lên nè. Không biết nấu chút ăn thúi rùm, hai đứa nổ đùng đầu bây giờ. Để riêng đi. Ê kệ đi, má luộc đi. Mình chúc mình luộc chín mà mình mới đập ra mà. Mình mới sốt phải không? Rồi. Thì mình phải đi đổi ga nha mấy bạn. Đi lên đầu đường là có cái tiệm đổi ga hà. Tại vì á, mấy cái chai ga mình xài á, thường nó còn có con khúc vậy nè, cái nó bị hết ga. Ủa nó bị hỏng cháy mấy bạn, không biết là do cái bếp hư hay là do cái chai ga hư nữa. Bây giờ mình phải đi lên đổi ga rồi về mình mới luộc hộp vịt được nha. Đổi cho con hai chai ga đi cô. 18 ngàn. Mình đã đổi hai chai ga rồi, bây giờ phải đi về với bộ một quãng đường xa xôi. Đó, đi về nhà. Ngựa, có xe Honda không đi, phái đi bộ vậy mấy bạn. Sẵn tập thể dục rồi luôn. Trời ơi, chỗ này có cái bếp rau đẹp ghê luôn nè. Vô đây mà đứng chụp hình là bao ngầu luôn. Như là một cô gái rất là đảm đang. Như đã kỳ sạch cho mình bóng lưỡng luôn rồi nè. Ghê chưa? Có lấy sữa rửa mặt rửa không đó trời. Mà bóng chứ trứng vịt dữ vậy ông nội. Đâu? Tầm ớt. Cho nước vô. Để bật bếp ga lên. Rồi, cháy liền ngon lành. Cần đậy nắp gì không? Cháy ngon rồi. Để đây ha. Ừ. Mình sắc ớt ra. Ớt thì mình sắc dày nha. Trời ơi, sắc tới đâu nó bún cay ra tới đó. Một chút mà có lỡ mà chạy xe mà dụi mắt rồi á. Đuôi luôn. Sao chạy khỏi băm nhuyễn phải không? Ừ, băm nhuyễn sắc vậy nó cũng cay rồi. Chút mình xào lên nó cũng ra bị cay rồi. Mình băm nhuyễn thì nó cay hơn. Ừ. Nhưng mà chủ yếu là mình ăn là vui. Cay là chín. Cay là chín mà lãnh thưởng là 10 luôn. Nó phần mới đây mà nó sôi rồi nè mọi người. Còn đây là rau răm mình đang ngâm một chút xíu cho nó ra bớt thuốc sâu rồi, phân thuốc rồi. Còn con nhỏ này giờ nó đi mần cỏ rồi, nó lụm vỏ sò gì dưới đây nữa nè mọi người. Đó, chút ở trên hộp vịt sôi trào xuống nó giờ. Thì mình sẽ đợi trong thời gian hộp vịt chín thì mình sẽ làm công việc khác. Wow, nó sôi bột chín chưa bà nội? Chín rồi má. Chín chưa? Nó muốn cạn nước luôn rồi, thấy không? Ừ. Wow, ngon quá nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái nước sốt nha các bạn. Sốt thái đi, sốt thái cho nó ngon đi mấy bạn. Chờ rồi đặng mình trộn chung với hộp vịt, đặng mình ăn. Mình nêm gia vị đồ đó, cay cay ngon ngon, chua chua ngọt ngọt mặn mặn gì đó. Ăn một cái ha, bảo đảm có 500 ngàn liền luôn. Đã chín rồi. Mình sẽ nhắc xuống. Bây giờ chúng ta sẽ... Tiếp theo mình sẽ làm nước sốt theo phong cách của mình. Đó, chảo lên. Dầu vô. Bắt lửa chưa? Bắt rồi. Thôi luôn. Rồi, dục cái dán xuống. Dục. Đó. Ôi, ăn với phá cổ không à. Bây giờ mình sẽ cho ớt vô nha. Rồi mình dục luôn cái chảo nè. Ướt đồ luôn. Nước mắm sáng như nó ăn gì á không biết, còn bây giờ mình sẽ cho nước mắm vô luôn.
Trời. Trong nước mắm này thì đa số 50% là đường và muối, bột ngọt và kèm thêm là tỏi ớt nữa. Mình khỏi cần nêm gia vị, tận dụng nước mắm buổi chiều đó. Không, nhưng mà nêm lại nha. Chứ nêm chứ, nêm chứ. Đúng vậy. Sẽ nêm vô đây là lại nha, nêm lại nha. Mình sẽ nêm đường. Đường. Đường, kỳ dớt. Chứ gì nữa đúng không? Ớt mà gặp đường là nó sẽ hết cay liền. Ủa. Bột ngọt vô, muỗng thôi, cho nhiều quá ăn mất trí nhớ, không nhớ mấy bạn là ai luôn. Sẽ cho miếng muối vô, cho cuộc sống của mình nó đậm đà chút, bớt nhạt. Ôi. 1 phút 30 giây mình đã có tàu lá chuối rồi các bạn ơi. Ở đây có cái hàng con ếch hay con cá, cái lóc gì nè ta. Chạy cứu Diễm My gì bà nội. Điên. Chọn ra đây rồi, coi chảo nè. Súng xính rúng rính luôn, mới bỏ một miếng gọi là bột mì tinh vô để cho nó có độ kết dính. Mà ai ngờ nó dính quá trời, kéo sợi luôn. Đây là 41 trứng hộp vịt lộn của tôi. Oh my god. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị là đập vô trong đây nha các bạn. Đó. Ghê vô. Để bộ lấy tay lau nhẹ nhàng. Dần ở giờ mà tỏ ra sạch sẽ. Cái mầm ghê vô. Ai mà có cái mầm như vậy? Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đập từng trứng hộp vịt lộn vô đây. Cho nó ra nguyên trứng ha nhiều ha. Ờ, nước rồi luôn đi, tại nước ngọt. Sao không được ta? Trắng quá vậy? Trắng không? Không, màu quá vậy, trời, trắng tươi luôn má. Trắng không thì bớt luôn hay. Đúng vậy? Rồi. Cái trứng nó có húi không mày? Ung hay vậy? Ờ, bị ung. Cho con chó ăn đi. Tao là con chó hả? Con cho con chó. Ôi gần nó quắc vừa ăn. Kêu ghê, kêu ghê, kêu ghê, làm gì ghê. Nè, cho mày đây, nha. Đưa đây, tao đưa cho. Đó này, đút vô miệng đó nha. Em đưa. Rồi, ăn đây. Ăn dành với gà, nó hủi nó không ăn luôn mày ơi, thúi nó không ăn luôn. Ừ. Mày dành mày ăn. Nãy giờ như nó lột được nhiêu đây rồi, còn mình lột được nhiêu đây rồi nha mọi người. Đó. Lột phải hủi từng cái nha. Ừ. Uầy, uầy, uầy. Ghê. Nó ăn hết rồi. Sợ ở trong đó đó, trong cái trứng nó đâu có biết đại gì đâu. Ừ, lỡ mình đổ vô nó hư nước sao, cái này là nước ối nè, ối dịch chứ. Thôi nè. Move. Mấy bạn ơi, cái trứng này nó có cái gì xanh xanh ở trong nè, mà không biết có bị hư gì không ta. Lỡ ăn ban đêm sao thấy đường ăn luôn. Đúng sao? Rồi. Ê, lỡ bán ăn ban đêm á cũng đâu thấy đường đâu, cũng quất luôn. Xanh xanh này là cái gì ta? Không biết nữa. Còn cái gân của con vịt, cái đó nó màu đi vàng vàng, xếp, trứng này xếp, nó xếp, không. Xếp, 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 xếp. Điên rồi. Thôi mình để qua bên đi mấy bạn ơi. À, ừ. Tự nhiên cái này nguyên màu vàng mà có cái gì xanh xanh nó kỳ kỳ gì vậy là mình không ăn nha. Hai trứng thấy ghê rồi đó. Là còn được 39 trứng. Đó, ăn luôn nè, nè ăn đi. Lại ăn đi. Ăn đi cục vàng. Hửi hửi nữa. Rồi ăn. Ăn không cảm mình nha, mình sẽ chế vô mỗi một cái một miếng vậy. Để mình trộn qua trộn lại cho nó ngon. Tao làm hai ly trước đó. Ok, ôi hấp dẫn. Wow. Nước sốt cực kỳ là cô đặc, kéo sợi luôn, giống như phô mai kéo sợi vậy. Trời ơi là trời. Vậy. Mình với Như đã làm xong rồi, mấy bạn thấy có hấp dẫn không? Wow, hay mình giả bộ chụp hình cái coi như khum khum xuống vậy nè. Ok, bây giờ thì hai đứa mình sẽ hưởng thức nha mọi người. Ủa, cái muỗng tao đâu Như? Vậy? Muỗng tao đâu mày? Ủa nãy không đem hai cái ra lần mà. Đâu đi, coi con không? Ở đây nè, đây nè. Uống miếng nước cây khát nước quá. À, xì tin dừa, giờ dừa cam. Nước đào mày ơi. Bây giờ mình sẽ mời các bạn hưởng thức chung với mình với Như nha. Nè, đó. Cái trái nào,
cái trái. Dạ kêu cái trái luôn rồi. Cái chỗ này có sốt nhiều nè, mấy chỗ này nè. Ngon. À, mê ly luôn nha. Mày thấy cái sốt này lên nó đẹp ha. Nhức nách. Nè. Wow, 1 2 3 vô. 2 3 ăn mọi bạn nha. Không chấm luôn hả? Thôi ăn đi. Ăn rồi vừa ăn không? Trời ơi. Ôi. Giống như ăn tái nhã hột ra ghê luôn. Cái mề cái luôn. Cái mề bự quá bao hết ăn mề mày. Mọi bạn nha. Để mời chút cho ăn ký nha. Ngã mời luôn. Nhiễu nhão. Cày dữ vậy trời. Một trứng. Quá có lạ không? Một trứng. Tới trứng thứ hai. Thôi tụi mình làm mỗi lần một muỗng vậy nè, như kiểu vậy nè. Để nó mau hết lắm á. Vô nè. 1, 2, 3, vô. 2, 3, ăn. Ta nói cái nước sốt cứ phải gọi là đỉnh. Nãy ăn miếng trúng miếng ớt à. Cái mề thì mềm. Nghe dai không? Không biết như gọt còn dở không? Trời ăn vô lủng ruột. Thà ăn nguyên trứng này nha. Có còn cái có cái chồng đỏ luôn á. Dễ ăn. Ủa sao nay tôi quên nữa. Ăn con luôn má. Nay không có bỏ con nữa. Không. Ta thử thách mà ta bỏ con gì bà nội. Ngon quá. Nước không? Ăn miếng rau găm vô cho giải nhiệt. Cái thôi chiều nay chạy em vòng rồi được. Ủa nha. Cay à. Ngon. Ngon lắm mấy bạn. Lâu lắm rồi tụi mình mới làm một cái mâm hộp thịt lộn khổng lồ vậy. Hồi đó tao có bầu một lần tao ăn một chục trứng á má. Mà không phải là ăn nguyên hết như vậy. Ăn có cái vòng vàng không phải không? Đúng rồi, ăn cái màu vàng không à. Cái màu trắng tao bỏ lại. Trứng thứ ba nha mọi người, đếm nha. Nếu mà ăn hết này là hai đứa ăn nãy giờ là 6 trứng rồi đó má. Hai đứa ăn 6 trứng rồi. Cũng khiếp thiệt. Giờ là mỗi đứa ăn 6 trứng rồi. Còn mỗi đứa, ăn 3 trứng. 3 trứng. Đồng vô. Không. 2 3 vô. 2 3 ăn. Thứ ba. Mai giờ ăn uống nước vô nó hơi ấy rồi nha. Vậy sao làm thử thách được ta ha? Thử thách là không được uống nước. Cái mề cứng quá bỏ ra nha. Nhai hồi gãy răng á. Quẹo hàm luôn. Mình ăn ghét nhất là ăn cái mề á. Tại vì cái mề cứng quá mình nhai không được. Còn có nhiều người thích ăn cái mề lắm nha. Cái mề nhai nó béo béo. Mề cứng quá không ngon. Nhưng mà sáng mình mua hộp thịt lợn mày ngon nha mày. Mới ăn cái lợi giống vậy à. Vậy là chắc gọi là ấp mề quá má. Không biết ấp mề ấp đít vậy thôi. Chứ thường thường á, mua là có cái con nhỏ nhỏ xíu mà cái mề bự chảng cứng ngắt à. Đúng không? Bà nội, bữa nay sao ăn dữ vậy? Giờ chuẩn bị tới trứng thứ tư luôn nè. Bình thường á. Ê, ai gọi mày vậy? Gọi mày á. Thì thôi tao ở đây nè. Đừng nói. Mẹ gọi quá. Mẹ gọi dặn ăn thịt lộn ít thôi nha con, mập á. Uống miếng nước nè. Rồi ăn không? Ý ăn vịt lộn không? Có ớt cay ăn được không? Im ru rồi. Đó. Im ru rồi. Đói bụng hả? Rồi gọi mẹ chi vậy? Trời ơi, xích đu giọng má ơi, xích đu giọng đưa. Chứ vậy đang ăn.
không nói gì hết vậy. Rồi gặp mẹ vậy thôi á, không nói gì hết á. Tát nha, mẹ tát nha. Dạ. Đi ra trước chị dạ, vô đi. Vô nhà đi. Ông kẻ bắt giờ á. Dạ. Trời ơi, rồi vô rồi. Vậy thôi mẹ tát nha. Dạ. Wow. Ừ, dạ. Nghe dạ cái mắt lòng mắt gan kìa. Còn hoài luôn trời ơi. Biết nói chuyện như bà cụ non. Nhìn chảm chi không dễ hả? Mình sẽ ăn chứng cái tô chắc như bỏ cuộc rồi. Chắc như bỏ cuộc rồi mọi người ơi. Dễ gì má. Bây giờ tao sẽ ăn trồng đỏ. Thôi ăn con rồi hả? Thôi ăn con rồi. Thì tao sẽ ăn trồng đỏ. Rồi một chút thôi tao ăn con sao. Thôi ăn ngỏi. Miệng rồi. Nó bự á. Phải không? Vậy là mình ăn mấy trứng rồi. Mọi người ăn 4 trứng rồi. Ừ. Khủng à. Ghê trời. Hồi đó nhớ hồi kỳ mà làm clip chung với cô Tư làm mỗi người ăn 6 trứng. Mà giờ mới có 24 cơ à. Chưa được 10 phút nữa mà nãy giờ ăn 4 trứng rồi má. Muốn lên tóc o nè. Tao ăn trứng thứ 5. Đang ăn hộp gì lộn đừng để tay lên đùi ghê quá. Sao vậy? Ngồi gờ gờ chút chết luôn á. Biết rồi. Ghê quá. Mà mày là cô là con gái mà. Bị đê mẹ. Sớm tao vào đồn tao bị đê rồi. Chết luôn. Không đi lấy chồng vậy chắc bị đê rồi. Bị đê tao mà. Bị đê với mày chứ gì nữa. Với bà thấy mày mà vô rước tao đi á. Ừ. Còn nói bị đê với mày dữ nữa. Trời ơi chết luôn. Chơi bị đê với mày. Rồi. Vậy là nói là tao bỏ chồng theo mày chơi bê đê với mày. Chết luôn. Chán thiệt chứ. Trời. Tao chơi bê đê mấy năm rồi giờ mới phát hiện. Đúng rồi. Mình chơi kính mà người ta quay. Mà tại bởi vì tại hơi mình quay clip thôi cũng hơi thân mật quá cái người ta biết. Bê đê vẫn gạo đùi mắt. Tao để ý. Rồi xe ra đi 2 mét đi. Ủa mày ăn thêm cái nữa hay vậy? Ừ. Ghê hả? Để mà hả? Mặn đi. Mày ăn 5 trứng mà mày không ăn cái con hả mày? Ừ. Tao nâu quá à. Ủa tao ăn mấy trứng rồi? 4 trứng rồi. Trời ơi. Kêu hai anh ơi vô hoàng phụ tao đi mẹ ơi. Cái gật tao với mày chết. Ồ cái tóc ngầu dữ không? Ừ. Cay mỡ quá, nóng cái mỡ quá. Trời ơi. Đại gia mới nhìn nè. Cha chồng tao. Từ từ. Mình ăn á cái dòng đỏ mấy bạn mình phải nhai lâu nhầm tự nhiên cái ở trong á có tan cái vị béo béo ngậy ngậy ra thấy ngon lắm. Với lại lâu quá không ăn á cái tự nhiên ăn nãy ăn ngon á ăn một lần 4 cái vừa ăn vừa uống nước cái nó bị no ngang. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi nha hai tụi mình nó biết là ăn hộp vịt lộn nè ăn nóng ăn vừa thổi nóng mới ngon để lâu quá nó sẽ bị lạnh ăn nó không ngon mấy bạn ơi. Nãy giờ ăn mà cũng có nóng nha chứ không phải lột ra đã lạnh ngắt ăn lạnh ngắt ghê lắm. Không nhưng mà có ớt nó sẽ nóng lại. Nóng bao tử. Nè, ăn mà mấy cái úp mề nè, ngon lắm. Ăn mùi trứng hay gì tính ăn mùi trứng hay gì úp mề mùi trứng dữ. Ừ. Cái trứng này nó muốn ung ung nè. Không. Có mấy cái trứng nào mà cái màu vàng á, màu vàng đậm ăn nó ngon. Nó đúng dẻo rồi. Luôn, nó có cái dẻo luôn. Đúng rồi, cái này nó lạ lạc nè. Lạc nó kiểu như nó không ngon. Chính xác. Từ từ làm vợ ở thượng lên ghê tao vậy má lên tao thấy trong mạch quá nha thấy chóng mặt quá trời. Nhiều khi ăn khi nào mà nó vừa bổ quá nó lên huyết áp không trời. Nhiều khi làm này quá cái một ề quá là lên tăng xong chết luôn á má. Ừ, ăn quá cái rồi xong rồi đẻ đâu ra đưa cho cô Tư mày. Ra mua thức ăn ăn vịt lộn nó 40 chân nó mới gọi lên nữa nè. Mở cửa không? Không có chìa khóa mà. À, mẹ ở đâu không về? Mẹ ờ mẹ đi đâu không về? Ủa ông mua cái gì vậy? Mua lúa gà cái gì nhảy rừng
nhí rần rần. Cha Như nói chuyện hài quá. Không, đi đi đâu rồi. Thăm mày hả? Đi thăm tao rồi. Có lên đây làm không phải không? Đúng rồi, hai đi dựng dựng mà bị thoa. Nói chung là cha mình kỹ lắm mấy bạn, không có cho mình đi. Nói chung là mình đi đâu là phải cũng nói rồi. Tại nói, vì nói nhưng mà cũng phải đi kiểm tra. Đúng rồi, phải lên đây canh chừng đặng coi có đi không. Tại vì ở nhà mình thì có người lớn tuổi á mấy bạn, đi thì cha mình sợ lắm, đi có gì covid đầu về sợ lắm mấy bạn ơi, bởi vì kỹ. Cay quá mấy bạn ơi. Ăn đi cưng, không 40 trứng nữa bà nội. Sao nãy nó 41 trứng má. Mày dục hết hai trứng cho con chó ăn rồi. Ờ, 3 trứng trứng. Mua nhiều bởi vì số lượng nhiều cũng có rủi ro. Con gà thấy nó còn lắc đầu kìa má. Thấy con gà thấy hết muốn ăn luôn. Hồi nãy cha mình nghe ông muốn dội bạc đạn luôn. Ông nghe tụi bay ăn cái gì dữ vậy, 40 trứng hột vịt, cái ông giật mình vậy luôn nè mấy bạn. Gớt bịch lúa luôn vậy. Ông làm ghê. Ăn nữa đây. Mày ăn mấy trứng rồi? Nãy giờ hả? Ủa nãy tầng 4 trứng rồi phải không? Dưới này 3 trứng nữa là 7 trứng. Còn 3 cái con tầng khủng chưa? 3 con rồi sao không ăn? Để đó chút hè. À, có mấy bạn nói á, con chó nhà mình sao ốm dơm nhất vậy? Tại nó cũng có ăn nhưng mà nó ốm vậy á mấy bạn ơi. Còi xương. Mấy bạn sẽ chửi tao là cứ rơ hoài mà sao không ăn. Mày thuộc hạng sơ, còn tao thì mọi bạn cứ nói biết luôn. Mọi bạn mà không có ăn. Nhiều khi thấy mà càng mắng họng quá mày. Ừ, tao cũng hơi chàng mắng họng. Mày cứ nhảy này hoài vậy. Trứng này nó đi cho nó nửa chục mày ơi. Ăn đại đi. Rồi chết thì lộn. Lỡ mà có bị ấy gì thì tao vô rồi. Có gì tao lo cho cô Tư cho. Mày đâu được không? Không. Tao thiệt nha, trừ tao ra không ai lo mẹ tao được. Đúng rồi. Khó lắm ha. Không, nhìn ở ngoài thì dễ nhưng mà ở trong thì khó. Rồi tao không biết ạ. Nhưng mà mới nói mốt nhỏ nào mà làm dâu và cưng lắm nha mày. Ê mày ăn cái chồng nó ngon hay sợ luôn á má. Thôi tao mới ăn cái chồng dẻo y chang vậy luôn á. Đúng rồi, nó dẻo quá mà. Cái màu vàng đậm nó ngon lắm. Mà má ơi, nó dẻo mở con muốn nở ra luôn nè má. Con bự phải không? Lông nhiều. Khỏi con này con mắt nhìn tao luôn này ghê quá. Không mày ăn mày đừng nghĩ tao sợ. Có bạn mình á mấy bạn, nó kêu mình vậy nè. Kêu mình ăn chay đi. Sáu trứng rồi nha. Trứng này trứng thứ 6 á. Thứ 6 hả? Ừ. Mày thua tao rồi. Thôi mày, tao trứng thứ 8 rồi. Còn một đống này mày ăn hết cho tao à. Nó ăn vợ nó không ăn con đâu mấy bạn. Nói rồi cái chồng đỏ này nó dẻo. Mà nó giống như cái mè nó giòn 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 phê ghê quá. Bạn khen, bạn kêu sao? Đi ơi. Ê, lúc tao ăn không tấm hầu á. Bạn kêu á, một tháng á, nên ăn chay đi. Nên ăn chay đi. Ăn chừng tháng hơn tháng ngày thôi. Cái mình nói mình nghiệp quá. Tại vì mình hay không sức xanh nè mấy bạn, mình hay ăn gì cũng giống như mình ăn gì cũng thích vậy mà chứ ai mà đạo Phật rồi á. Ví dụ mình ăn thịt gà mình cũng sắc xanh đồ này kia á, mày thấy không? Cái kêu tăng chay nó, từ giờ ta ăn chay không được, tao đạp ẩm thực tao không ăn chay được. Giống vậy người ta cũng nói mình ấy nữa nè. Ta cũng nói mình sắc xanh đúng nữa. Rồi tế hơn. Đúng rồi, khổ qua rừng rau giúp cát tự nhiên, trời ơi ai mà không muốn xài đúng không? Đúng vậy. Còn bữa nào mình có tiền mặt rồi mình đưa nó sau nha mấy bạn. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Vậy nè, hãy cho Quỳnh Như Vlog lại một like nha.